mình nhé. Kiểm tra cái tàu luôn, cái này hết kiểm định không? Đổ lắm, đổ lắm. Vậy cũng ngồi mà nghe điện thoại. Đây này. Em đi nhầm nhà, em đi nhầm nhà thôi. Em kiểm tra nồng độ cồn rồi chứ? Không, em chưa tới trạm, em không kiểm tra. Không phải, em không biết. Anh không phải là tới trạm. Kiểm tra trên tuyến đường chứ không phải kiểm tra một cái chỗ. Các bạn lại yêu cầu anh á, anh kiểm tra nồng độ cồn. Không phải anh thế này, em được kiểm tra cả tuyến đường này thì anh dừng lúc nào cũng kiểm tra được hết. Không phải tới trạm hay không? Anh chạy xuống là tôi. Tăng lịch của em. Không cần tới trạm nó nhiều. Đi làm chừng đó. Cái chủ xe không ạ. Nó không khai gì hết. Bây giờ là bọn cháu phải để lại cái.